Chúng ta đến một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi đề thi lớp 10 chuyên hóa. Đề như sau. Khi đốt cháy một thể tích hydro carbon. Bạn cho thầy biết là một thể tích hydro carbon là cái như thế nào nhỉ? Tức là hydro carbon này tồn tại trạng thái gì? Nó là Khí khí. Tức là số carbon bây giờ nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn hoặc bằng bằng 4 đúng không ạ? Mà nó cho mạch thở nữa. Mạch thở thì thầy nói luôn, nó thẳng luôn. Mạch thở trong hữu cơ chúng ta mà chúng ta học từ trước tới giờ thì nó chỉ có 3 loại thôi, đó là ancan, anken và anking nhá. Thì cần 6 thể tích oxy tạo ra 4 thể tích CO2. Điều rồi chúng ta là xác định công thức phân tử của x. Rồi bạn nào làm giúp thầy câu này nào. À, thầy ơi, cái câu này bữa hôm trước mình làm rồi thầy. Đâu rồi hả? Dạ vâng. Dạ được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi công thức của nó là gì? CHI cộng cho oxy thu được CO2 và IO. Ở đây mình là lít. Ở đây mình chọn gì em ơi? Muốn làm? Chọn thể tích bằng bao nhiêu? Mình một Chọn V CHI, CO2 hay V nước? Hay là à, oxy? sĩ thật nhiều Chọn CHI bằng 1 lít. một Suy ra thể tích của oxy sẽ bằng 6 lít. Thể tích của CO2 sẽ bằng 4 lít. D1, D4, D6. Em đi bảo toàn C. X bằng 4. Bảo toàn oxy 2 nhân 6, 2 nhân 6 này cộng 2 nhân 4 cộng mol nước cộng thể tích nước. Thể tích nước bằng bao nhiêu? Phải bằng 8 không? Phải bằng 4 không? Cái đó bảo toàn hydro. Y nhân 1 là Y bằng 2 nhân cho 4 bằng 8. Chia ra nó là C4H8. Bữa trước thầy có học các câu này rồi, chính xác. Nhưng bây giờ cái đoạn sau này. Xác định công thức cấu tạo của X biết X cộng với H sẽ là cho hai sản phẩm. Các bạn làm như thế nào em ơi? Ngân, các bạn làm như thế nào Ngân? C4H8 cộng cho HCl tạo ra hai sản phẩm. Thế em làm như thế nào? Rồi nghĩa nghĩa làm thế nào nghĩa? Dạ là em ghi hết công thức cấu tạo ra. Có thể có. Rồi ok, sau đó làm gì nói hết nghe luôn đi. Nó có vốn rồi phải chưa có vốn đâu. Công thức cấu tạo Xét từ trường hợp hơn. C4H8 đây em xét trường hợp à? Có cách khác không em? Có thể mình cho nó gán nó luôn cái càng xét trường hợp. Bạn nào có cách khác nào? Dạ, thì mình có cái ở giữa nó chỉ tạo một sản phẩm. Cho Nó nên là nói chung là nói như bạn cũng hợp lý đó. Nhưng mà nó hơi dài dòng. Ngắn lại tới đi nghĩa. Ngắn xíu được không? em không biết thầy. Đăng. Có cách nào ngắn là em đăng. Câu 2 đúng không em? Thì em nói điều này thì em ghi hai phương trình là chứng minh luôn rồi đó. Hiểu không các bạn ơi?
Dạ hiểu. Hiểu không ăn ơi? Mình ghi phương trình rồi mình mới chứng minh, hay là mình ghi cái đó trước rồi mình mới ghi phương trình này? Em phải có công thức cấu tạo thì em mới biết là có hai công thức cấu tạo thỏa mãn. Được chưa? Và em sẽ chứng minh nó bằng ghi phương trình. Hiểu chưa? Nếu cái điều này nếu em hiểu nghe thầy nói này, nếu nếu như là thầy là người đi chấm thì nếu bạn thiếu cái này thì bạn ví dụ như cái câu này 10 điểm thì bạn sẽ mất ở đây khoảng 1 điểm rưỡi. Bởi vì trong có nhiều công thức thì bạn biết lựa chọn ai để thỏa mãn cái hai, đúng không? Thì bạn chỉ cần có hai công thức cấu tạo thỏa mãn. Công thức cấu tạo C4 H8 tác dụng với HCL tạo hai sản phẩm. Và bạn chứng minh điều đó nó sẽ ra là được, thế thôi. Hiểu không? Ngân kiến gì không Ngân ơi? Dạ không rồi. Này có triết lý rồi mà. CH2, CH. Tiếp tục CH2, CH. CH2, CH3. Đây là CL, đây là CH2. Bây giờ chúng ta chứng minh chất cuối cùng nữa thôi. Rồi như vậy cái đây chỗ này nó là hát vào clo vào là chính. Rồi có ý kiến gì về cách trình bày của thầy hay không? Nghĩa thấy cách này nó sẽ đỡ hơn được vài dòng mà nó chính xác hơn một xíu được không nhỉ? Rồi có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Ngày hôm nay thì chúng ta học khá là tốt về cái phần gì nhỉ, về cái phần cộng của anken vào hx, đúng không ạ? Mà anken đang là bất đối xứng.